Hey, lại được gặp nhau, Toàn TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo kênh mình hôm nay. Thì chia sẻ với các bạn, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 5 tháng 9 năm 2020. Thì công việc của mình thì ngày hôm qua mình có về 10 con, mình mua 10 con nhưng về tới nhà chỉ có được 5 con các bạn, còn 5 con thì rớt dọc đường hết rồi. Đó thì 5 con này thì hồi sớm mình cũng làm video công khai báo giá chi tiết từng con hình ảnh rồi. Đó thì 5 con này thì bây giờ mình cũng chốt xong cho 4 người, 5 người luôn. Đó, 5 con chốt cho 5 người các bạn. Đó thì con anh Quốc đây, siêu mình siêu dài đây, là bán về cho ông anh ở ngoài An Quý, vừa rồi chốt mình một con anh Quốc 23 triệu đó. Thì anh chốt tiếp một con nữa về cho đủ kẹp. Con này thì nó lùn hơn con 23 triệu kia, thịt thì nó nhiều hơn, cặp mình thì dài hơn nhưng mà lùn hơn các bạn. Không bú không liếm gì nữa mà về nó thấu như nào thấu kèn á. Ôm hết. Đó, la ghê lắm. Đó, rồi một con nữa thì về Biển Hồ, đã con được lai đó kia. Giá 18 triệu em trem về Biển Hồ trên chỗ nhà thờ Tiên Sơn, gần nhà thờ Tiên Sơn các bạn. Đó, rồi một con 3B thì về cho anh Dần ở trên gần nhà của anh Năng, hôm bữa lên gia kẹp được cho anh Năng rồi nhậu với mình rồi. Đó thì con 3B giá về tới anh là 285. Đó, anh phụ thêm 500.000 tiền xi. Rồi một con được like sale đôi thì về cho ông anh ở ngoài An Quý, thì ông mua mình cũng 3 con rồi các bạn. Ở ngoài Tư Lương Linh Hội. Đó thì cũng mua mình con này nữa là con thứ 3, giá 19 triệu, ăn được like đẹp đó. Rồi còn một con nữa là con anh Quốc cái, thì ngày mai mình sẽ chở về hoặc về Bình Định. Đó thì chiều hôm nay mình giao trước là 4 con. Đó, 4 con về 4 người ạ. Rồi ngày mai còn con bê cái thì mình về mình giao với Bình Dương, rồi tiện đường mình đi xem và mua bò luôn. Thì hành trình của mình giao 4 con này ra sao và từ này về công tâm hành trình có thuận lợi như thế nào thì các bạn cùng theo dõi hết nội dung video để biết. Thì đồng thời đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ một video nào của mình hết, chọn chốt những cái con bò hợp lý với giá thị trường, cảm thấy phù hợp với nhu cầu nuôi, và đặc biệt hơn là ủng hộ tinh thần mình làm những video mới nó hay hơn, chất lượng hơn. Vậy nhé các bạn. Rồi, cũng không lan vàng nữa, bắt đầu nội dung video với mình. Đã lên xe được 3 con rồi đó các bạn. Đó. Thì được like anh Wood và bà B, ba cái mông nó giống như nhau, chẳng khác gì các bạn. Đó, anh Wood thì siêu bự mông luôn. Đó. Còn bà B thì nuôi khố thì mông cũng bằng anh Wood. Còn được like kia tuy like nhưng mà mông rất là tốt. Còn con nữa. Thôi, con này giá siêu mềm, tính giá gần cạo. Đó. 18 triệu 500. Anh Wood nhí, con này bò nhí mà nhìn giống bò lai các bạn. Chẳng khác gì con bò nhí. Phi lên em, rút ra. Đi thôi. Lên chung nha, lên xe dễ có thương gớm không? Nào, 4 con. Đó, 4 con về cho 4 người. Đó, mua về tới nhà là 5 con các bạn. Đó, mà mỗi người chốt một con thôi. Về người nào cũng có bò nuôi. Đó, mong đùi thì 4 con như nhau. Đó, chọn bò như vậy các bạn. Đó, lần lượt từ trái sang phải 18 nem, 19, 25 và 28 nem. Đó, về tới nhà như vậy. Rồi các bạn, tới nhà của ông anh hôm trước chốt của mình một con nghĩa pháp cột giá 23 triệu rồi đây. Đó, nay chốt tiếp một con pháp nữa, anh Wood nữa. Lại là anh Wood. Anh chưa vô phải không? Chưa, đang vô. Đang vô, nãy gọi ào. Anh nói chứ mà đi sao cũng gọi tao trước. Nãy gọi rầu bà bê. Ôi con đời, coi cấp mình nó dài. Nó rẹt. Đi xuống, xuống em. Ui, điếc y như bà bơi vậy rồi. Anh Quốc mà chẳng khác gì bà bơi vậy rồi. Xuống. Trời là nhảy mất không? Xuống. Xuống. Xuống, xuống, xuống. Đó. Mỏng thấy ghê không? Này chế gì vậy? Hả? Đầu lai vậy kìa hả? Ừ. Còn đời cái cấp mình nó ring hết ngõ nói luôn à. Bò đực xác rồi còn có rồi nữa. Để dắt vô đây em, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Vô ngay chỗ, đứng trong chỗ cột kìa, coi lúng nha. Để dắt qua đây để không mà lúng, lúng qua lòi ạ. Lúng, 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 lúng. Bước qua, bước qua. Bước theo bờ rào đó.
Nhờ vô đứng dừng pháp cục 23 triệu này ra thêm mấy ngày ra thêm lại thử coi. Ra sao? Đấy. Đi vô. Bước vô đi, bước vô trước đi. Về ăn uống đã không? Bước qua đi, bước qua đi. Vô. Đi, vô. Đi. Bước, bước. Nào vô cục xin treo nhất kia. Đó các bạn, đó. Thì bò đáng bò ba bơ á, bò đen đó bò ba bơ á. Rồi. Rồi, còn anh Quốc trong bữa trước anh mua của mình cách đây mấy ngày 23 triệu rồi. Đó. Hai con nó đứng thì nó cao, cái chiều cao thì tầm 90. Đó, còn cái con anh Quốc trước đó là nó giác cái bộ xác. Nó không có thịt. Còn con đó thì thịt lại nhiều hơn. Đó. Hai con như vậy anh Quốc hết bác mà anh Quốc đó, anh Quốc đó, con kia anh Quốc rình. To con kia sát. Dạ? Thôi mệt quá, mơ bị tam thằng nghi đầu rình. Ừ. Thôi á. Lẹ á. Dạ bà bê. Mơ bị tam thằng nghi mà. Đến tháng là to dữ rồi. Dạ. Nghe nào, cái đây. Chi ạ. Rồi, quay thiệt xa lấy được hai cánh, hai con. Đó. Như vậy. Đó, mua bán kinh doanh mà tìm được khách hàng nó đã khó các bạn, nhưng mà khi mà người ta có nhu cầu người ta mua hàng cứ tìm tới mình là nói chung phải hiểu cái cách mua bán của mình như thế nào. Đấy, còn giá cả thì chia với các bạn công khai hết cửa. Từ chuồng cũ cho tới chu mới. Đó, từng chi tiết như vậy. Số lượng là chính, cứ ngày 10 con, 11 con vậy, ok rồi. Đó, rồi bò con đầu tiên về tới nhà. Hành trình đó về tới Kon Tum giao 4 người, 4 con. Đó. Có quá trời có luôn các bạn ạ. À. Đó, thì đến nhà của ông anh, mua bò của mình lần 3. Đó, một con lẹp giống, một con Ratman trụi sừng, giao ban đêm. À, con này là con thứ 3. Chia sẻ với các bạn mua người là chính chứ còn anh thì cũng chẳng thấy bò mà anh gọi trước đó mình cách mấy hôm rồi. Tuyển cho anh một con nữa, giá 19 triệu vào đứng với con Ratman bữa mình bán 20 triệu 500 cho các bạn xem. Như thế nào? Sao phát biểu cảm tưởng vậy con 19 triệu thử coi. Được không? Được thì nói được. Thì nghe em đã tiếng bò cho anh là được ngay thôi chứ. Nào xuống. Ê xuống em. Bước xuống. Bước xuống. Bước xuống. Ờ, đi vô. Đi vô không? Vô đứng với anh kìa. Từ từ từ. Sát sát giờ vô có anh kìa, vô đứng cho coi bạn. Vô, vô có nhà không? Đi làm rồi. Ô, nghe tốt. Cứ vậy cứ vô anh mở tổ luôn đâu hả qua. Vô đứng xem lại con Ratman thử coi. Mở tổ luôn rồi. Nuôi phát triển không? Giờ bò chưa thấy bắt lại là 1 triệu mấy ngày được không ông anh? Ừ. Chưa thấy, để từ từ vô thấy à. Mở bò 20 triệu 500 giờ bắt 21 triệu 500. Ê vô. Ơi. Con Ratman trụi sừng. À, đêm hôm bữa mình quay không rõ các bạn. Đầu trụi. Đó, mình để cho anh mua giúp cho bố vợ. Giá 20 triệu 500 này các bạn. Đó. À, còn đây giá 19 triệu tới nhà các bạn xem này. Đấy, hai con nó như vậy. Tốt ghê không? À, mua bán nó như vậy các bạn. Mình đã chia sẻ rồi, tìm được khách hàng khi mua rất khó, nhưng mà khi nào khách hàng cần mua nhớ tao mình là việc khó hơn nữa. Nên là cái công việc mua bán của mình chỉ có số lượng hàng ngày các bạn. Đó, con Ratman nhìn thấy đã không? U chảy, đầu trụi lúi, đỏ mặt một màu, xây tích nghiêm. Đó, 20 triệu 500. Này mấy ngày rồi anh, hay nửa tháng chưa? Đúng nửa tháng anh. Đầu ông Bảy anh. Đấy. Nửa tháng rồi. Đó. 20 triệu 500 này.
còn đây về tới nhà 19, rẻ hơn 1,5 triệu. Đấy. Các bạn xem bò rồi cho mình một lời đánh giá ở dưới phần bình luận video. Đó, mua bán như vậy là anh ủng hộ ba con, thì con của anh là con lộc giống, mình giết ban đêm mình quay không được. Để hôm nào mà trại của anh thì nó hơi xa nha các bạn, để hôm nào mình có rảnh rảnh mình chạy vào trại của anh mình quay cho các bạn xem. Đó, rồi là con thứ hai. Đó, như vậy các bạn. Trời ơi mới có khối u. Ăn khối u. Wow. Ngày hôm qua em về 10 con, 11 con em bán hết rồi, còn về 5 con sáng cho mấy. Dạ. Rồi. Xem. Rồi, lên tới Tân Sơn rồi đó các bạn, biển hồ đi xuống. Đó thì đó là con thứ ba trong buổi chiều hôm nay mình giao. Đó, con bị đợt giá 18,5 triệu. Còn con 3B nữa về tới công tâm, đó là hết. Biết cứ vét xuống thử nó ngon hay nó dở chứ. Bò mà của Tuần TV thì giá thì khỏi bàn về giá. Cứ cái kênh bán là mình thích cái dòng gì, Redman hay là bò pha hay là bò lai, chứ còn giá thì không bàn nữa. Giờ người ta mua bò quen rồi, giờ đâu cũng có kia cần coi bò nữa mà. Mua mồi tới cầm. Dạ, là mua chéo ra rầu á. 19 triệu bán hoài chỗ ăn khê, bán cho ông bữa chốt cái chú con bê mà em giao nửa đêm ấy, 20,5 triệu ấy. Đi xuống hỏi má còn vậy như cái tâm cảm vô thứ giá cả từ chủ nhà bình luận vậy thôi chứ không biết nữa. Dạ không có đâu, bò của Tuần TV 3B đó có 30 đâu, 28 nem. Về tới nhà 28 nem. 3B đã sát sát sát. Còn đòi giá 18 nem thì ở trên đòi thì kiếm mòn đường chết cối chứ không bao giờ ra. Danh dự luôn. Lừng như tâm phán nghe rồi. Ừ, chậm chút. Rồi bò về tới nhà đó các bạn. Về tới nhà cứ thấy ưng ý hài lòng là được rồi. Hành hành. Bò nhí, bò nhí giống ai nói bò phối. Anh quất nó nhí chứ mà đường cá. Đường cá là ăn tốt, mày xinh. Mày xinh to lắm. Chân kính tốt. Đọc sáng uống còn lại. Uống còn lại. Đọc quá thiệt diệt, con đây chưa đọc mà. Dạng bò nhí là quá đọc rồi đó. Dạ. Xuồng nó có kỳ hớ mà không đọc gì nữa. Liền băng bò không? Xuồng có kỳ hớ. Cho nó ăn nó uống rồi, quờ rồi nó ăn uống thâu. Nói về bò nhảy thì nó ăn uống thâu hết hết đường vậy rồi. À, em con này em bác em tính giá cạo đủ. Bữa cạo đủ 18 năm là đủ cạo. Mua dây dù làm lại. Mua dây dù làm nó giảm lại, nói không đeo dây dừa là nó ăn mũi á. Con này 18 năm mà nếu nói mình uống lên nó chặt. Không mình nói con có đang hết mua cho nó. Dạ, mua ơn đây mà giá đó thì mua mòn đường chết có, mua không ra. Mua không được thì sao không có. Có, mua tiền nhiều quá. Dạ, vẫn có, nhưng mà đều cái giá nó kinh quá, mua không được. Còn đây, nếu mà đất lên đây nó nèm tầm không cỡ 21, 20 ly nèm 21, nó nèm tầm đấy. Thì bán bò về đất nào em biết, nhưng mà em thì mua bán công khai. Em mua người ta 18 thì em bán 18 nèm chứ. Giờ em quay, ông chú ông bán em không biết em bán cái con bò ra bao nhiêu. Thế mà lợi nhiều lợi ích gì cứ công khai hết rồi. Con này nó à. Bò nhảy mà đập quá không chị? Chân không quan trọng. Canh bán là xuồng xiếc rồi nó lừa liền bò, nó không có hớ xuồng. Xuồng nó không có lộ, mình nuôi nó không có xúc. Thế vậy? Bò sao? Con này có bao nhiêu tháng à? Con đây chưa được 9 tháng. Dạ. Kim điện của nó đậu mà nó không, bò về tới nhà. Nói chung là xem. Một lần nữa lại được về đất công tâm. Đó thì ông anh đó là bạn thân với anh Năng hôm bữa trước chốt gặp bò của mình. Và trong buổi tối chơi nhậu thì cũng có
giao lưu với anh rồi. Đó thì cái con ngày xưa bán lên đây một con 3B cho một ông anh khác. Đó thì anh đã chốt lại và mua lại, bây giờ mình vào thêm con 3B đó và cùng xem cái con 3B của mình xuống giá có hợp lý không nhé. Chắc xuống em. Cho mấy bình cỏ đó anh. Giao cho anh đang đẹp mà. Dạ. Điện anh lên đã nói. Dạ điện ấy, điện anh ấy. Anh nói khi nào bò tới nhà thì điện cho anh lên chơi. Anh nói là kẹp bò lên về ăn uống ngon rồi, tập ăn cám ăn cháo được rồi. Bữa giờ là do bò người ta nuôi không có ăn cám ăn cháo rồi, khô nên là chưa biết ăn. Nay là ăn uống là ok rồi. Đi xuống em. Xuống đây. Xuống. Xuống. Đi. Đi xuống. Để anh lên lừa xuống nha. Đi. Đi. Đi đi. Xác là siêu bự rồi. Đi. Đi. Xuống xuống xuống. Đi xuống xuống. Đi xuống. Đi. Xuống. Quá. Xuống. Đi xuống. Không. Này. Ném lại, ném lại, ném lại. Dọ. Nếu không mắc hồn nó quay á. Đi, chuồng ở nào đâu? Đi. Nhảy vô, còn con bà bê trong rồi. À, ném lại. Dạ dạ, ném lại em. Ném lại, ném lại. Ghi ghi lại, ghi lại. Chờ vô chuồng. Mở cửa rồi. Đi vô. Có bò kìa mà. Đi bước vô. Dạ. Vô. Đi vô. Rồi. Con nào hôm bữa em bấy triệu anh? Con nhỏ. Con nhỏ anh. Đấy. Thì giá bữa nay nó giỏi đấy. Rồi con ơi, hôm bữa trước là mình bán về tới đây xe cụ xem là 27 triệu. Đó, rồi anh bắt lại của cái ông anh đó là 27 năm. Đó vì nói chung là theo dõi kênh hết nên bò mình lên bán ông anh kia không có thể nói nhiều hơn được. Cũng lấy 500.000 thôi. Đó thì nuôi bữa nay nó tầm đó. Đó thì bây giờ cái con đây lên giá nó cũng như vậy. Xác thì lớn hơn xíu đỉnh nhưng mà thiệt chịu không nấu con kia. Là được ba con rồi ấy. Còn ba con nữa. Cái con ngoài kia anh mua nhiêu đấy? Con nào mua 30. 30 ấy. Con ngoài kia với con đó sát nó tương đương á. Con lớn hơn con nhỏ chứ. Ừ thì nó ý là cái con này nè. Con em mới dứt lên nè. Thì lớn hơn con nhỏ. Ừ lớn hơn. Lớn hơn nhỏ mà nhỏ hơn lớn. Đúng không? À y vậy á. Nhỏ hơn lớn. Ừ. Là con mới dứt lên là đứng thứ nhì á. Thứ nhì. Đúng. Đấy y vậy á. Mà nói về dàn xương dàn trụ thì con mới lên là nó độc. Vô đây coi dàn xương nó nè. Con đây là phối hay nhảy cái tụi? Phối riêng hết á. Còn con đây? Phối hết, ba con nào cũng phối hết. Không có con nào nhảy hết á. Nhưng mà mình phối nó có tinh nước ngoài, tinh Việt Nam không? Đúng rồi, có chứ. Tinh nước ngoài, tinh lọc đấy. Là nó riêng lại to hơn anh. Dạ, nói chung là cái công nghệ sản xuất tinh của nước ngoài là tốt hơn Việt Nam mình. Người ta lấy giống nó thuần hơn. Còn Việt Nam mình là lấy giống cái con đực mà người ta lấy tinh ấy, cái con đực nhiều lúc nó tạp hơn, nó không thuần mình tinh của nước ngoài. Đó, ba con về tới nhà. Ba con một màu đen. Đen hết. Đen riêng hết, không có con nào bông phải không? Không có con nào bông, có con đây với bụng là hơn. Đây, con đây với bụng con chấm này. Con lằn chút này. Đó. Hiền gố lắm. Dạ, anh ra xe anh đứng anh nhìn mông thôi ơi. Con này xeo mông nó lên nó còn tốt như hai con này. Bò đây phối riêng hết, bò khô quá. Xác thì to chứ mà khô quá. Bò đây như mình mua dưới nó như Tùn có biết nó cho ăn kỹ không Tùn? Không, bò đây thì khỏi nói chuyện kỹ ấy. Do nó không cho ăn mà nó đâu kỹ, kỹ thì có đâu cái xác vậy. Không, ý là mình không biết mình phải hỏi chứ. Dạ, bò em mua ở trên dưới lên thấy anh còn phải tập cho ăn cám ăn có nữa. Biết đâu nó cho ăn loại khác, mình cho ăn loại khác á. Không phải. Bò dưới chủ yếu ông già đó không cái có, còn con đó là nhà người ta đi làm sướng đi. Nên là bó cái xác nó rất là to rồi nhưng mà ý mình nói để mình biết, để mình theo cái gì cho nó theo luôn chứ để mình cứ anh về anh cho anh tập chưa chưa chắc thì nó đã biết ăn cám không rồi. Con
mấy tháng? Con đây thì chín hơn 9 tháng à. Ừ, lỡ bò rồi. Con đây con giữa. Cái con giữa đây tháng nó ngang ngứa con đấy á. Nhưng mà đều cái là con miệng của con đó nó hơi xí. Hôm bữa anh lên anh để cái chiều dài cho nó dài nhưng mà con miệng nó hơi xí. Anh này anh coi cái dàn xương dàn trụ này không? Độc hơn con cũ của ngoài kia, độc hơn con to đó. Cứ cái độc hơn luôn. Nó liền cái con bò hơn. Dài hơn. Cấp mình nó dài nó liền bò, cổ nó đơ ngắt không? Bò phối hết chứ mà cái con ra nó riêng hơn, cái cổ nó đơ hơn. Hai con kia đứng ngước cái cổ này nó còn dựng dựng cái u. Nó dựng u thì nó lai hơn xíu đỉnh, nhưng mà vẫn bà phối hết nha. Đúng ha. Bò nháy ấy là nó lên cỡ đây rồi, là nếu những con nháy là nó không có đen gì nữa. Nó màu lam lam, nó đó 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 cùng mình hết, đó giống như cái con bò lai của mình này. À, chứ không có, nó không có đen gì đâu. Bò mà bò phối riêng đó là lên cỡ túi đó là nó càng ngày nó càng đen, càng bóng bóng ra. Vậy con lớn thì được 1 năm như vậy? Chưa tới đâu. Hàng ba bê thì cỡ đó chưa tới em nè. Đấy. Rồi, còn 3 ô nữa. Ráng góp tiền kiếm 3 con nữa. Hay là để đói ba con đời rồi kiếm ba con nhói rồi nữa. Sáng định dạng con ăn mút mà 25 triệu ấy. À dạng này mới vỡ lên là thói là con đời với con đói á. Là làm hai con. Cái con anh quốc cái ông kia chốt con chốt xin sái chốt xong rồi hàng ngàn người gọi. Ông mới gọi lại ông nói vừa dưỡng cho mua. Nó nữa con dưỡng cho mua nữa. Tao chắc ốp má này không rồi giữ vô. À, dưỡng cho mua thôi, để đó. Con đó đẹp để lại luôn. Này mua bò đực chứ bò cái không thèm. Dạ biết rồi, ở này là chuyên bộ béo mà. Một cái mà dặn một cái ba bê cho thui em không, cho nuôi hết ai đẹp. Ừ, đúng rồi. Như, bò. Con nhỏ đó rất là tiện. Hơi tiện. Một cái là không cấp độ lên rất là tốt. Đây bò dưới đó em bắt một dùng một chỗ con về con tôm đây. Không có một con nào trong nước trong gió rồi đó. Cũng cắt sơn luôn cái dùng em đấy. Em mà bác bò dùng em là lên đây báo hành về trong nước trong gió ăn uống rồi thôi khối nói vậy rồi. Kiếm mưa có anh bỏ vô coi nó ăn. Sáng giờ nó kiếm nó tha có nó đi ăn cùng hết. Toàn mày cũng quay phụ cát luôn toàn. Dạ phụ cát cắt sơn. Tao cắt lâm. Cái gì? Cắt lâm anh cắt lâm thì cắt cắt sơn chút chứ mấy. Thuần Cần Pheo nè. Dạ. Thuần Pheo chắc biết nhà của chỗ mà. Rồi, bò dê. Rồi. Mèo đây chắc không biết anh coi xây à. Bò với mình à, bò với mình là nói thiệt cái có xây nó hơi nó còn hơi chưa biết. Nó ăn thì nó ăn nhưng mà nó nếu bò biết ăn có xây là nó không có kiếm lá nó ăn. Nó sụt xuống nó quất hẹm hẹm vậy á. Còn những con đây không biết. À. Con đây mới biết ăn này. Rồi từ từ rồi nó biết ăn. Còn bò về mà ở trên đời thì thôi ăn uống thì khỏi nói nhưng mà cái coi xe là dần coi xe này đừng mua ba bê mua cái loại pháp rèn thêm con thử dần hơn. mình lựa chọn hậu số mà con pháp rèn cho anh gọi số mà chớ luôn kẹp lên đây rồi. Rồi. Đậu thì báo pháp lên có 19 phút mà còn có một con một mà. 19 phút mà còn một con một đây. Như pháp rèn nữa. Wow. Khác thử. Mà đúng ba con của anh bây giờ nhìn lại con nào còn nói chân cánh con gớm thiệt ạ. Con đang mẹ hơi hầu nó hơi xí em biết nhưng mà nó chân cánh cũng ghê. Con đầu tuần bán cho tiền tiền hay không? Đấy ạ. Đó 27 á. Chở lên tới nhà là 27 triệu. 27 qua 2 ngày xe hỏi rồi 28 liền á. Đấy là anh đây coi video là lần ra tìm cho tới nhà. À, đã giấu không quay video thấy cái rong rôm là tìm tới nhà. Bắt cho được bò. Nó vô một mình nói đó thì con đấy anh luôn anh kiếm anh bắt lại nè nay gọi đây rồi lên mong điếc mất không chắc hai tháng rồi vậy hả hai tháng rưỡi rồi đấy mà giá hôm đó là nó sốt nó cao hơn bữa nay có sao nói vậy còn bữa nay là giá nó chuẩn lại hơn thứ nhất là thân bí thứ hai nữa là dịch đồ đai bò thịt nó đứng lại là cái con bò nó kéo theo là nó bò nuôi nó đứng lại đó. Phân tích cho rõ ràng nó như vậy. Rồi bò về tới nhà. Rồi giao bò con tôm các bạn. Đó thì đây gặp anh Ninh à, chủ kia gặp bò hôm bữa trước mà lỡ hẹn hai ba lần anh lỡ dương hai ba lần đó. Rồi anh đây là anh Dần anh chốt kia con bà bê của mình đó. Thì giao bò con tôm chia sẻ với các bạn là gặp quê hương Bình Định thì không ra việc gì rồi. Đó thì chia sẻ với các bạn là lên giao bò xem đó tiền nhận xem tiền lót cục bên này các bạn đó. Quay người thật việc thật luôn
Đó, đây cụ Bo, đây ông Anh đây thì cũng quê hương gốc tích Bình Định của mình hết, lên đây lập nghiệp. Thì chia sẻ với các bạn, ngày hôm nay giao đến cái con ba bê này là 4 con, đó, về cho 4 người. Thì các bạn xem từ đầu video tới giờ chưa có cái con nào mà chủ nhà nó rớt cái con bò xuống mà tự nhiên trâu ngứa nữa. Sao phát biểu vài câu trước trước kênh thử coi. Sao hợp lý không? Rất ok. Rất ok đó. Rất bò của Tùng TV thì chia sẻ với các bạn là chỉ có quan trọng là cái con bò đó các bạn có thích nuôi hay không, các bạn chọn cái giống gì có phù hợp với nhu cầu nuôi không, còn về giá khỏi bàn nữa. Đó, mình chia sẻ thật một câu như vậy. Tìm kiếm người chứ đâu còn phải bò đâu. Đó, thì bây giờ nói chung là anh là mua người thôi, và rất là nhiều người mua người chứ không có mua bò nữa. Đó, thì bây giờ nói chung là video của mình cũng khá là dài rồi. Đó, mình làm xíu mồi với gia đình. Mình lái xe thì có nay có cu bò nữa nên là cũng có làm vài ly, nhưng mà không sao các bạn. Đó, có hai tài mà. Cu bò có bằng rồi. Thì nội dung video của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi hết nội dung video của mình. Đó, nếu quan tâm đến kênh thì đăng ký để theo dõi những video tiếp theo và ủng hộ tinh thần mình làm những video mới. Đúng không anh? Anh thì vậy thôi. Đúng. Anh cũng đã đồng ý là lên cái lần cuốn còn là sớm nhất luôn, nhưng mà anh không mua nữa. Dạ, đúng rồi, anh đủ bò thì không mua nữa. Đủ rồi. Còn anh đây giờ cũng đủ bò rồi, chờ ra bò mới mua được nữa. Chờ nuôi anh ra bò mới mua được nữa. Thì nói chung là trời khá tối rồi, mà mình thì hay đậu cái mũ cò các bạn. Quay video ít khi mà mình để đầu trắng vì ở đầu mình nó thấy nó sâu sâu sao ạ. Nên là nói thật là không phải uống rượu đồ mà nói cái lời nó khác với bình thường với các bạn. Nhưng mà chia sẻ với các bạn là thật tâm như vậy, người thật việc thật mà. Thì nội dung video đến đó là hết. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi nội dung video của mình. Bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cười cái đi, cười cười cái nó đẹp trai chứ đứng đứng. Bye ạ. À. Bye. Bye nha. Hẹn gặp lại.